chào các bạn hôm nay giới thiệu cho bạn một cái bài toán tính toán mà theo kiểu nghiên cứu toán học ở cấp độ phổ thông đấy thì ta cho x cộng một trên x -a bằng a với a lớn bằng hai a là một cái số cho sẵn rồi đấy bây giờ tính là cái biểu thức x cộng một trên x -n với n, -n đây là số tự nhiên đấy khác không đấy. thế thì bài toán này chúng ta giải như thế nào Thì ta đặt x cộng một trên x -n -n là bằng Đấy. Thì ta sẽ biến đổi nhân dân Đầu tiên ta sẽ tính này Với n bằng 1 thì ta sẽ có F1 là bằng x cộng 1 trên x sơ. thì đây chính là bằng Bây à. giờ n bằng 2 thì ta sẽ có F2 là bằng x bình phương cộng 1 trên x bình phương thì ở đây sử dụng hạng năng thức x cộng 1 trên x tất cả bình phương trừ đi 2 x nhân 1 trên x Thì cái này bằng bằng A rồi thì Rồi cái này sẽ bằng A bình phương trừ 2 Vậy ta có F2 là A bình phương trừ 2 Rồi cái này F các bạn nhé Còn F1 đây nhập một là chỉ là A. ok bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ tính f3 n bằng 3 thì ta sẽ có f3 là x lập cộng 1 trên x lập thì ở đây ta sử dụng hàng đẳng thức là x -3 cộng một trên x toàn bộ lập trừ đi ba x nhân một trên x x cộng một trên x này. thì cái này là a tức là bằng a lập trừ đi ba đấy vậy ta có f 3 bằng a lập trừ đi ba bây giờ chúng ta tính f 4 n bằng bốn thì ta sẽ có F4 thì sẽ bằng x mũ 4 cộng với 1 trên sơ mũ 4. Thì ở đây ta sử dụng tính chất đối với bình phương tức là bằng x bình cộng 1 trên x bình toàn bộ bình phương trừ đi 2. Đấy. Mà cái này chỉ là bằng F2 bình phương trừ 2.